màu sắc hấp dẫn, hương vị thơm ngon. Có không ít người cho rằng ăn đồ sống sẽ hấp thụ toàn bộ các chất dinh dưỡng từ sản phẩm. Có thể đối với một số người, theo như người ta thường bảo thì người Nhật ăn đồ sống thì sẽ rất là thông minh. Nó còn đảm bảo rất là nhiều chất dinh dưỡng, ăn hải sản sống ấy ạ. Hải sản sống ví dụ như là hàu sống người ta chế biến rất là ngon. Bản thân của mình thì so với những thực phẩm đã qua chế biến và đã chín rồi thì sống nó có cái độ tươi ấy. Tươi thì nó ăn nó cảm giác nó mới mẻ hơn ạ. Tuy nhiên, hiện nay thị trường các sản phẩm đồ ăn sống không an toàn như nhiều người tiêu dùng nghĩ, bởi nguồn gốc và việc bảo quản không đảm bảo. Tại những cửa hàng này, quá dễ dàng để có thể mua được một set gỏi cá đầy đủ với giá siêu rẻ chỉ từ 100 đến 200 nghìn đồng. Trừ những set liên quan đến cá hồi thì sẽ không có ra, thì các set còn lại đem được không? Mình sẽ lấy một set cá hồi, cái này là có cả gia vị rồi, thì về mình chỉ ăn thôi gì. Mặc dù đồ sống phải đảm bảo tươi và đặc biệt đối với các loại cá phải được bảo quản tốt để giữ được các chất dinh dưỡng. Thế nhưng tại đây hầu hết các sản phẩm đều đã được cấp đông và chẳng ai biết chúng đã nằm ở đó được bao lâu. Tìm tới một nơi cung cấp khác được cho là nơi đổ xỉ hàng trăm kg cá sống ra thị trường mỗi ngày. Trong căn phòng chật hẹp chưa đầy 15 m², người bán tiết lộ với chúng tôi các loại cá nguyên liệu gỏi hiện nay có rất nhiều nguồn gốc và giá bán và không phải ai cũng chọn được sản phẩm chất lượng. Và cũng giống như đa số các mối xỉ nguyên liệu khác, ở đây hỏi hàng gì cũng có, chỉ có giấy tờ nguồn gốc là không. Nhưng mà cô có đi được cho bọn cháu hóa đơn đỏ không? Hóa đơn đỏ không có. Không có ạ? Tất cả các sản phẩm ở đây mặc dù dùng để ăn sống nhưng chẳng sản phẩm nào còn tươi. Tuy nhiên, theo chính những người chế biến món ăn này thì đồ sống để đảm bảo an toàn và hương vị phải có nguồn gốc rõ ràng và nguyên tắc là không dùng đồ đông lạnh để ăn sống. Phần là do bên nhà cung cấp, người ta sẽ cấp giữ lạnh, nó nhiệt độ nó sâu quá thì con cá nó sẽ bị đông lại. Và cá khi bị đông lại thì là thịt cá nó sẽ không được là tươi mới như là cái con cá mà mình cảm quan bên ngoài. Riêng đối với cá hồi, khi mà đã con cá đã bị cấp đông rồi ấy, thì là mình sẽ không sử dụng vào phần sashimi nữa. Đây là những set gỏi đang rất thu hút rất nhiều người mua trên thị trường. Không nhãn mác, hướng dẫn sử dụng hay bảo quản. Ngay khi giã đông, nhiều sản phẩm cá đã bợt màu và có mùi lạ. Thế nhưng, sản phẩm này sẽ được ăn sống ngay khi đến tay người tiêu dùng và điều này là vô cùng nguy hiểm. Những sản phẩm tươi sống này chứa nguy cơ rất cao về nhiễm khuẩn và các loại ký sinh trùng. Cái thói quen như là ăn tiết canh, ăn thịt tái, rồi là gỏi cá, gỏi nem, rồi các cái thứ. Tất cả những vấn đề đó đều nguy cơ rất cao là bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng. Tại Viện Ký sinh trùng Trung ương cũng ghi nhận nhiều ca nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng diễn biến rất nặng mà nguyên nhân đều đến từ việc ăn gỏi cá sống. Lúc đấy tôi còn khỏe nữa, còn trẻ nữa thì ăn thực cẩm tôi không biết do văn mà tự phát từ đâu ra. Tái cá ăn, rau sống không ăn, tiết canh không ăn, vì tôi không nắm được cái nguồn gốc gì và phát từ đâu ra. Thế tôi mới mổ ra thì bác sĩ nó bảo là anh là u sán, cắt ra sán nhiều lắm. Nhiều người chỉ vì chủ quan khi sử dụng đồ ăn sống mà gây nguy hiểm đến cả tính mạng. Mà thôi, từ giờ các bác ấy đừng có ăn, nhất là rau sống, ra tiết canh, thứ ba nữa là ăn gỏi tái cá. Cứ ăn chín uống sôi là đảm bảo sức khỏe an toàn nhất cho con người, cơ thể. Không thể phủ nhận rằng tại nhiều quốc gia trên thế giới, đồ ăn sống trở thành đặc trưng của ẩm thực. Thế nhưng tại Việt Nam, thị trường sản phẩm này còn chứa rất nhiều nguy cơ với sức khỏe do nguồn cung và việc bảo quản chưa an toàn. Chính vì vậy, người dùng nên lưu ý. Nên tuân thủ ăn chín uống sôi. Hạn chế ăn đồ sống nếu không rõ về nguồn gốc. Đến bác sĩ và trung tâm y tế nếu thấy cơ thể có hiện tượng khác thường sau khi ăn đồ sống.